Chúng ta cùng đọc. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hàng ngày tôi trông đợi Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nhân danh Ngài, xin hãy tha tội ác tôi vì nó trọng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ ở được ở nơi bình an, và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ sợ chân tôi ra khỏi lưới. Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều. Xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn. Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi, và tha các tội lỗi tôi. Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi, vì chúng nó nhiều, chúng nó ghét tôi cách hung bạo. Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi và giải cứu tôi, chớ để tôi bị hổ thẹn, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi, vì tôi trông đợi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chuộc Israel khỏi hết thảy sự gian truân của người. Cảm ơn Chúa. Từ đề bài thi thiên này là nói về sự lời tìm sự tìm cầu Chúa mà trong giai đoạn khó khăn. Trong giai đoạn khó khăn. Về bố cục của lời thi thiên này, nó cũng dễ nhớ là các cái câu nó đi theo cái thể là cầu nguyện, suy gẫm, cầu nguyện, suy gẫm và cầu nguyện. Giống như là trong sự suy gẫm, trong sự cầu nguyện vậy đó. Nó cách nhau như vậy. Đây là một loại bài thi thiên theo dạng thơ khoán thủ. Tôi nhắc lại, thơ khoán thủ là thơ các cái đầu chữ cái của từng câu một nó kết thành một một cái loạt mà nó thành một cái câu có ý nghĩa. Đó là một cái thơ khoán thủ, dạng thơ khoán thủ. Mà tức là có 9 bài thơ theo theo thể loại này. Thì đây là bài thơ của David làm. Cái thể loại thơ khoán thủ là một công cụ chữ nghĩa. Tức là dùng chữ ấy, cái nghệ thuật dùng dùng chữ, dùng câu ấy để mà đem sự đẹp, cái vẻ đẹp và duyên dáng cho bài thi thiên. Nó có 3 mục đích. Nó mang lại cảm giác rằng đối tượng là cái điều mà tác giả gửi gắm vào ấy, trong cái bài thơ ấy, bài thi thiên ấy, nó được bao phủ hoàn toàn, bao phủ trọn vẹn, như thể là từ A đến Z vậy. Cái mô hình thơ khoán thủ này có thể là một thiết bị được sử dụng để học tập và ghi nhớ. Nó cũng, nếu mà đúng cái trong cái nghĩa gốc ấy, thì họ sẽ dễ nhớ. Họ sẽ dễ nhớ. Ví dụ như là mình muốn nhớ các cái câu ấy, thì mình chỉ cần từng câu một ấy, thì khi mà mình học thuộc thì mình chỉ nhớ cái câu, cái chữ dòng đầu tiên ấy, thì nó sẽ nhớ. Tôi nói ví dụ như là cũng có lúc mà tôi học các cái bài thi thiên mà để muốn nhớ từng câu một thì tôi đọc các cái chữ đầu dòng, nó kết thành một cái chữ mà đáng tiếc là nó không vần. Nhưng mà nhớ được những chữ đấy ấy, thì bắt đầu các cái câu sau nó dễ hơn,
nó bắt đầu nó ra những cái chữ sau, còn không ấy là nhớ một câu rồi sau không biết nữa, nhớ mãi không ra cái chữ gì đấy, thì nó cũng có cái mục đích đó. Chúng ta không biết giai đoạn David viết bài thi thiên này, nhưng mà chúng ta biết là ông thường gặp hoạn nạn, có thể xuất phát từ nhiều cái góc độ khác nhau, nhiều điểm nhìn khác nhau. Nó là một cái sự phản chiếu tuyệt vời của trái tim của một người tin Chúa được dạy dỗ tốt và lành mạnh trong thời kỳ khủng hoảng. David được phác họa trong thi thiên này như là một mô hình thu nhỏ của lòng trung thành, hay là tôi nói đây là chúng ta sẽ thấy trong bài thi thiên này, đó là sự thanh liêm. Sự thanh liêm tiếng Việt nó không toát hết được ý nghĩa. Sự thanh liêm có nghĩa là nhất nhất trước sau như một đối với Chúa. 24 trên 7 đấy. Sẵn sàng đấy. Luôn là mong, luôn là trông đợi đấy. Đấy là cái mô hình thu nhỏ của lòng trung thành. Nó có ý nghĩa như vậy. Một lòng tin cậy thánh của ông nhiều, có nhiều sự vật lộn, nhiều sự phạm, có những sự phạm tội, phạm lỗi của David, phạm tội trọng của ông là tội lớn đấy. Những sự ăn năn thống hối, đau đớn, những sự đau khổ sâu sắc của ông đều ở đây để chúng ta thấy được trái tim của người theo đuổi tấm lòng của chính Chúa. Mọi lời của Charles Spurgeon. Nên là cảm ơn Chúa ha. Bây giờ cho chúng ta, xin Chúa cho chúng ta đi từng cái câu một. Từ câu 1 đến câu 7, đây là nói về lời cầu nguyện. Câu 1 đến câu 7 đó là nói về lời cầu nguyện. Nói về lời cầu nguyện. Xin Chúa ngài ban phước. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi ngài. Lời cầu nguyện này, David đem linh hồn của mình lên với Chúa nhẹ nhàng. Khi nào thì mình đem linh hồn của mình lên với Chúa? Khi mình được an nghỉ, khi mà linh hồn nó thuận phục tâm linh, tâm hồn nó thuận phục tâm linh. Khi nào mà một người tâm hồn không thuận phục tâm linh, đó là một người khi bối rối, một người khi nặng nề, một người khi có những cái nỗi niềm, nỗi lòng mà không được bình an. Đó là khi bất an, khi mà bão tố ở trong lòng với hoàn cảnh bên ngoài. Khi mà bị xốn sang và không chịu nổi vì không biết học được cái cách suy nghĩ, không biết chọn được lối bình an, suy nghĩ tư tưởng không dựa dựa vào ý tưởng của Chúa, không dựa vào nơi Chúa, tâm trí không biết dựa vào nơi Chúa như thế nào, không biết cách dựa vào nơi Chúa, có nghĩa là không được dạy. Có thể lắm cũng biết kinh thánh, có thể lắm cũng được báp têm thánh linh, cũng có thể lắm là được được tái sinh, nhưng mà không biết cách là hướng linh hồn mình về với ngài. Đấy, cái nương dựa. Khi nào thì là linh hồn được hướng về Chúa? Đây là một cái thể loại đặc biệt nha, mà có một số câu mà David dùng ở cái phương cách này, một cách tha thiết. Đây là nói về một sự tha thiết. Và khi ấy, mình được an nghỉ thật sự, khi mình được được gọi là giải phóng thật sự, được giải phóng thật sự, mình được bình yên. Và David đến và nói rằng linh hồn con hướng về ngài, linh hồn con hướng về ngài. Bởi vì lúc mà người buồn, lúc mà người nói ví dụ như có sự nặng nề, nó xốn xang thì ông không nói như vậy. Ông nói rằng hỡi linh hồn ta, sao lại sờn ngã, sao lại bối rối trong mình của ta, sao suy nghĩ buồn cười như vậy, sao ngươi làm sao vậy, hỡi linh hồn ta. Bình thường ấy tôi có thể nói thêm Thi Thiên 42 thì ông nói đấy, nhưng trong trường hợp này linh hồn ông bình an, nó giống như là mặt nước nó phẳng lặng vậy đó, ném cục đá xuống nó cái tùng một cái. Đó, nhưng mà nó rất là bình yên. Linh hồn tôi hướng về ngài, hallelujah. Đấy, để khi chúng ta cầu nguyện với Chúa không cần bài bản nhé. Có những lúc mà chúng ta ấy, nhưng mà có những lúc chúng ta cần phải thả thả cái hồn của chúng ta, thả cái mình và hướng về Chúa. Chúng ta biết là cái khói nó bay làm sao, nó có công thức không, nó có bay theo đường của nó không,
hay là nó muốn bay nào thì nó bay. Gió nó bay, à cái khói nó bay lên đấy. Thì giống như vậy, linh hồn con thả mà con hướng về Chúa. Đó là câu này. Đức Chúa Trời ơi, con để lòng tin cậy ở nơi Ngài. Đức Chúa Trời ơi, con để lòng tin cậy ở nơi Ngài. Con để lòng tin cậy ở nơi Ngài. Để xem cái chữ tin cậy này là tin cậy. Batach là cái chữ tin cậy là niềm tin. Ở trong này nó được lặp lại khoảng 117 lần. Về được nói 117 lần nói về cái lòng tin. Con để lòng tin cậy ở nơi Chúa. Đừng để con bị hổ thẹn. Đừng đợi con bị nhục như Chúa, đừng để con bị xấu hổ. Xin đừng để con bị hổ thẹn. Đây không phải là công thức nha. Chúng ta nên nhớ không phải là công thức. Không phải là chúng ta bắt Chúa vì con tin, con lỡ tin Ngài rồi đấy. Cá vào lồng, cá cắn câu chim vào lồng rồi cho nên đấy. Không phải. Đừng để con bị hổ thẹn mà đây là một sự nài xin. Đây là một sự mà lệ thuộc vào Chúa. Đây là một sự lệ thuộc. Đây là một cái sự mà tha thiết. Một cái sự tha thiết đối với Chúa. Một sự tha thiết. Nguyện xin Chúa Ngài, Chúa nhớ là đừng có để cho con bị hổ thẹn. Và đừng cho để cho kẻ thù nghịch nó thắng hơn con. Đừng để cho kẻ thù thắng hơn con. Đấy, đừng để cho kẻ thù nghịch thắng hơn con. Chúng ta nên nhớ những câu này nó toát ra ở cái chỗ nào ạ? Nó toát ra ở cái chỗ ấy, đó là David ấy là hoàn toàn phẳng lặng và bình an nhé. Còn khi mà lòng chúng ta giống như nồi nước sôi vậy, anh chị em hiểu nước sôi không? Đó là khi đang ức ai đó, khi đang cay ai đó, khi đang hoảng loạn, khi đang bất an, rất là bất an. Thì David không nói câu này. Mà đây là lòng ông ấy, đó là trong sự bình an. Đây là trong lúc mà Đức Thánh Linh nắm ông hoàn toàn. Ông có thể nói. Tại vì sao? Tại vì cái câu mà đừng để cho kẻ thù nghịch thắng hơn tôi hoặc là những câu trong Thi Thiên ấy, chúng ta nếu mà dùng mà thiếu cẩn trọng, lòng thiếu được sạch ấy, lòng mà không được sạch ấy, thì nó sẽ có hại cho mình. Tại vì gieo xác thịt sẽ gặt xác thịt. Anh chị em nhớ nhá. Anh chị em nhớ cái điều đó. Nên đừng bao giờ mà nói rằng khi mình ức lên mà mình nói về kẻ thù những câu như trong Thi Thiên, mặc dầu chúng ta là con cái của Ngài. Bởi vì nên nhớ cái này là chúng ta phải học, cái đấy cái chúng ta cần phải học để làm sạch cái lòng của mình, để giặt sạch cái áo mình ấy mà cầu nguyện lên với Chúa. Đây này, câu đầu tiên ấy là David đến với Chúa một cái sự mà bình yên và phẳng lặng, nó khác với những bài thi thiên khác nha. Ông cái này ấy, nó không có nghĩa là hoàn cảnh nó phẳng lặng, nhưng có lẽ rằng ấy bởi vì hoàn cảnh nó bất an, hoàn cảnh nó bối rối, mà khi thần của Chúa đến nó làm cho lòng của ông bình yên. Ông dường như có một cái khoảnh khắc ông yên lặng lại với Chúa. Ông hướng lòng về cái sự đời đời trong một giây hoặc một phần bao nhiêu của giây đấy mà lòng ông rất là bình yên. Chúng ta có những lúc như vậy không? Tôi nghĩ là chúng ta có đấy. Rất là bình yên. Mặc dù xung quanh xốn xang lắm. Rất là bình yên. Thì dựa trên cái nền đó mà ông nói rằng ấy, đó là đừng để cho kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Chúng ta lưu ý. Hallelujah. Còn nếu như ấy mà chúng ta không để ý ấy, mà lòng của chúng ta có sự cay đắng, lòng của chúng ta mong điều hại cho kẻ thù của mình, thì chúng ta ấy cầu nguyện không theo ý Chúa, dùng lời Chúa theo ý riêng, thì trong Galati chương 5 ấy gọi đó là bông trái của xác thịt, mặc dầu là con cái Chúa. Bông trái của xác thịt, và bông trái của xác thịt ấy nó có một cái ý ấy, đó là tà thuật ở trong đó. Tà thuật là gì? Mấy người phù thủy là sao? Là đi bây giờ tôi bỏ tiền ra tôi cúng để cho ông cái người phù thủy đấy yểm bùa ai đó. Yểm bùa là gì? Họ cứ nói cái tên người đó, có khi có ảnh của người đó, nói tên người đó, nói những điều hại người đó ra và để cho điều hại đó đến. Chúng ta nhớ không ạ? Và Chúa sẽ xử những cái đó. Vì bông trái xác thịt Chúa không chịu khinh dễ đâu. Hallelujah. Vì vậy nó cần thiết để khi mà chúng ta ứng dụng, khi đọc lời công bố và kiểm tra lòng của mình. Rất là quan trọng. Đừng có bảo là thôi nguy nan quá rồi, bây giờ mình cứ diệt kẻ thù trước, còn cái lòng mình tính sau. Con người mình nó khôn ngoan, nó khôn lỏi lắm, láu cá lắm. Alleluia. Câu 3. Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. À,
Không ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Tuyệt vời, không giải thích thêm được ha. Có ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn không? Hãy nói cho biết. Có ai không? Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Những người làm gian trá và vô cớ, những người làm gian trá mà gọi là không có lý do đấy, ở đây mà gian trá mà lại vô cớ thì chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Câu này rất là tốt khi chúng ta nói cho mình. Tại vì sao? David lại đang trong cái sự mà nước sôi lửa bỏng, nhưng mà lòng ông không có sôi sục nhá. Lòng ông rất là bình yên, giống mắt lạnh, giống như là có máy điều hòa vậy đó, nhưng mà điều hòa của thiên đàng. Thì xung quanh ấy nó như vậy. Xung quanh ấy nó muốn làm cho ông xấu hổ, xung quanh kẻ thù muốn làm gục đầu xuống, muốn làm ông đánh ngã và khuỵu cái gối của ông xuống. Nhưng mà ông tuyên bố thẳng thừng rằng thật, không ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Đó là điều mà chúng ta cần hiểu đúng ấy. Chứ đừng cứ đến và nói với Chúa là Chúa ơi, con đang bị xấu hổ đây, con đang bị hổ thẹn đây. David ấy, ông đang bị hổ thẹn đấy. Đây là cái bài thi thiên trong thời kỳ khó khăn mà. Đang bị hổ thẹn mà ông bảo rằng ấy, thật không ai trông cậy Ngài mà. Đó là cái ngôn ngữ mà chúng ta cần nói. Đó là ngôn ngữ của đức tin, không phải là ngôn ngữ của sự lầm bầm và than phiền. Chúa không thương hại. Chúa nghe và Chúa nhậm lời. Còn cảm ơn Chúa trong hoàn cảnh đó. Chúa ơi, không ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn cả. Đó là cái ngôn ngữ mà chúng ta có nên học không ạ? Anh ăn mày làm ơn thương tôi với, tội nghiệp quá tôi không thấy đường. Người đi qua và một bà mới viết cái câu nói rằng chỉ cần đổi cái cách nói thôi. Đổi cái cách nói là nói rằng đó là hôm nay trời đẹp mà tôi không thấy gì. Hôm nay trời rất đẹp mà tôi không thấy gì. Thì lúc đấy, trước đấy không ai thương hại hết, cái lòng thương hại không có động chạm vào người ta. Người đi đường cứ thế, ai đi đường đấy bảo ăn mày còn nghĩ thêm nữa. Nhưng mà sau đó thì khi mà thấy như vậy họ động chạm, họ được động chạm, họ cho vào. Đối với con người còn là như vậy, huống gì là đối với Đức Chúa Trời. Ở đây tôi muốn nói cái câu chuyện trên nó là về kỹ thuật nhé. Nhưng mà cái kỹ thuật đó nó cũng cần khi chúng ta thấy cái yếu tố để mà chúng ta biết cách thưa chuyện lên với Chúa. Và Chúa không có nhậm lời cái sự thương hại. Chúa biết chứ. Chúa biết hết mỗi chúng ta chứ. Nhưng mà David biết cái điều đó. Ông biết được cái chìa khóa này. Ông không thưa lên, ông nói. Trong trường này ông nói là không ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ thì chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Cái chữ gian trá vô cớ ở đây là không có lý do. Những người mà thì chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đường Ngài. Xin cho tôi biết, hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường của Ngài. Cái lời này rất là quan trọng nhé. Môi-se ông gặp Chúa rồi, nhưng mà ông cũng cầu xin Chúa cái điều này. Xin Ngài chỉ cho con biết đường của Ngài. Nếu con được ơn trước Ngài, xin dạy cho con biết đường của Ngài. Xin cho con biết nẻo của Ngài. Là đây này, cái lời cầu nguyện David và học theo. Chúa ơi, xin dạy con biết được đường của Ngài, biết đường lối Ngài. Và dạy dỗ con các nẻo của Ngài, các nẻo của Ngài, các ngõ ngách của Ngài. Xin dẫn con vào trong lẽ thật của Ngài. Xin dẫn con vào trong lẽ thật của Ngài. Ở đây là hãy dẫn con vào trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ con. Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của con. Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của con. Hàng ngày con trông đợi ở nơi Ngài. Ở đây không giải thích thêm được đúng không ạ? Quá tuyệt vời và kỳ diệu đi. Những câu này nó ứa ra từ trong mạch máu, từ trong hơi thở của David. Hàng ngày con trông đợi Ngài, con trông mong Ngài. Hôm qua chúng ta nghe câu chuyện Abraham ấy. Abraham đang giữ trưa và nắng nóng, và biểu hiện sự nắng nóng đó là sự mà nóng bỏng nhất ở trong cuộc đời. Cái chữ đây nó cũng có nghĩa là trong cái hoàn cảnh, cái bối cảnh lúc đấy vợ chồng già rồi, ông trăm tuổi, bà 89, lúc đấy lời hứa của Chúa thì có con. và đúng là nắng nóng nhất, mà cái này không phải là nóng một khắc, còn nóng của tuổi trẻ, nóng của ông bà già. Mà ngay lúc đấy thì làm sao? Kinh Thánh ghi đó là ông càng mạnh mẽ trong đức tin, ông chạy tọt một cái ra luôn khi thấy như vậy, là gọi là giống như là mong Chúa lắm vậy đó, mong lắm đấy. Hallelujah. Hàng ngày con trông đợi Ngài.
Hàng ngày con mong Chúa. Thì ở đây ấy, ở đây là David cũng có cái tinh thần như vậy. Sự hy vọng là như vậy đấy. Sự hy vọng sẽ giúp cho chúng ta ấy, nó cất đi cái sự mệt mỏi. Còn hy vọng đúng ấy, còn nếu mà chúng ta mong sai nhá, là chúng ta càng mệt mỏi. Cho nên ấy, là chúng ta lẩm bẩm, chúng ta mệt mỏi, chúng ta uể oải. Thì chìa khóa đó là chúng ta hãy đến ăn năn với Chúa. Là thế này, là bởi vì con mong sai. Con mong Chúa nhưng mà thật ra con không phải mong Ngài đâu, con mong cái của Ngài. Quà đấy, giống như là con cái ấy, là nhiều khi là mong mẹ về, đi chợ về là mong quà của mẹ chứ không phải là mong chính mẹ. Đấy, thì cái vấn đề nó là như vậy. Chúng ta là nhiều khi là mong cái của Chúa, cầu nguyện nhiều rồi, nhưng mà chúng ta mong cái đó. Cái đó cái mà đó là một trong những lý do mà Chúa chưa nhậm lời đấy. Có cần nhắc lại câu này không ạ? Đó là một trong những lý do Chúa thấy mình mong đó chứ không phải là mong Ngài. Mong nó chứ không phải là mong Ngài. Mong quà chứ không phải mong Ngài. Cho nên có thể lắm ấy, đó là lý do mà Chúa chưa nhậm lời. Có thể lắm. David thì trong trong và cái đó là cái, đó là cái chìa khóa nhé. Đó là cái chìa khóa. Cảm ơn Chúa. Xin dẫn con trong các lẽ thật, dạy dỗ con, và vì Ngài là Đức Chúa Trời của cứu rỗi con, trong mọi đường đi nước bước, mọi cái cách lời ăn tiếng nói đối xử của chúng ta. Đó là David lồng ở trong câu này. Xin dạy dỗ cho con học ăn, học nói, học gói, học mở miệng ra. Cái cách nói, cái suy nghĩ, lối suy nghĩ của mình. Mình hay nói tiêu cực, mình hay nói nhìn một vấn đề, mình bắt đầu một chữ là cứ nói không luôn. Ví dụ như có người khi mà chúng ta để ý nhé, khi mà nói chuyện vấn đề gì mình cứ không trước. Mình cứ không trước, rồi sau đấy mới trả lời có sau. Ví dụ như là ngày mai có vào thành phố không? Bảo không. Nói cái gì đấy rồi sau này rồi sẽ vào thành phố để làm cái gì đấy. Mà trước đấy là nói một cái không, tôi thấy lạ lắm nhé. Tôi thấy lạ lắm đấy. Cái cách nói của chúng ta hay nói tiêu cực, và cách trình bày đó là không đụng chạm và không đẹp lòng Chúa, cũng không đẹp lòng con người, khó kết bạn. Và bởi vì sao? Vì khi nghe cái đó làm người ta nặng nề, làm người ta nặng nề. Cái cách mà muốn làm ơn ấy, đó là lên lời nêm thêm muối ấy, đó là hãy nói cho nó thoải mái chút. Hãy nói một cách giống như không còn gì để mất nữa, chứ còn mình còn sợ cái mà mất ấy. Là mệt, là mệt. Ở đây David đây này. David hàng ngày con trông đợi Ngài. Con trông đợi Ngài trở lại đây, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của chữ Đức Chúa Trời là Elohim. Cái chữ Đức Chúa Trời này là nó cái chữ là ban đầu Đức Chúa Elohim dựng nên trời và đất ấy. Vì Ngài là Elohim về sự cứu rỗi của con. Về sự cứu rỗi của con. Ở trong bài thi thiên này tôi thấy cho đến bây giờ là có hai chữ mà dùng về danh Chúa, đó là Đức Giê-hô-va và Elohim. Hàng ngày con trông đợi Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Thì xin Chúa hãy nhớ lại sự thương xót, xin Ngài nhớ lại sự nhân từ của Ngài, vì hai điều này hằng có từ xưa. Hallelujah. Chúa ơi, xin Ngài nhớ. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài nhớ lại. Và đây là David kêu lên với Chúa. Đây là lời cầu nguyện mà. Và cái chữ mà hai điều ấy hằng có từ xưa là nó vốn hằng còn chứ nó không có hề mất. Cái câu này nó cũng giống như là Chúa hôm qua, hôm nay đến đời đời không hề thay đổi. Và lúc này David khéo léo ấy, đưa cái bản chất, bản tính, nhân đức của Chúa đó vào trong chính cái bối cảnh của mình. Chúa Ngài không thay đổi. Hoàn cảnh con bấp bênh, sao mà cuộc đời lắm khúc, lắm đoạn thế này? Và Chúa Ngài không thay đổi. Sự nhân từ, sự thương xót của Ngài hằng có từ xưa. Chúa ơi, con cái của con. Chúa ơi, những người mà con cầu nguyện, những sự mà con đối diện trong hàng ngày, con xin dâng lên. Những người thân nhất của con, vân vân. Đấy là trong cái hoàn cảnh mà David bắt đầu đưa vào. Vì hai điều đó, xin Chúa Ngài nhớ lại sự thương xót, sự nhân từ. Vì hai điều này hằng có từ xưa. Hằng có từ xưa. David muốn nói và nhắc Chúa nhớ lại. Và nhớ lại về cái sự nhân từ, sự thương xót. Và hai cái điều này nó quan trọng. Nó quan trọng. Hai điều này là nền tảng của sự trả lời. Nền tảng của sự trả lời. Chúng ta để ý hay lắm nhé. Thi thiên ấy không nói rõ tên kẻ thù, nhưng mà cho biết được thái độ của tác giả thi thiên ấy, trong trường hợp này là David ấy, là thái độ ứng xử đối với kẻ thù, và điều đó được ghi lại còn cho đến ngày nay.
và cũng như cái hoàn cảnh mà đối diện ông không có ghi rõ cụ thể cái hoàn cảnh, nhưng mà ông viết lại thì để cho con về sau này vẫn còn nhắc lại, lúc trong hang đá, lúc bị đuổi bắt, lúc hoàn cảnh bấp bênh, ngàn cân treo sợi tóc. Thì đấy, và ở đây là sự thương xót, sự nhân từ đã làm cái nền tảng, làm cái nền tảng cho sự trả lời của Chúa, cho sự trả lời của Chúa. Và đây ông cầu xin sự nhân từ và sự thương xót, xin Chúa nhớ lại con, xin Chúa nhớ lại sự nhân từ, sự thương xót của Ngài, vì hai điều này hằng có từ xưa, hai điều này trước khi con chưa đến với Ngài, bởi sự nhân từ, sự thương xót đó mà Ngài là đấng đi tìm con chiên lạc đó, Ngài kiên trì dùng người này người khác và để gặp được con đó. Và cũng nhân từ thương xót đó, Ngài đưa con về nhà, rửa con trong huyết Chúa Giêsu và cho con được cứu, mở mắt cho con được theo ánh sáng, là ánh sáng của Chúa Giêsu, và bây giờ con đi theo Ngài, bị khúc quanh, bị bấp bênh, bị nước sôi lửa bỏng. Chúa xin nhớ lại sự nhân từ, sự thương xót này. Xin nhớ lại câu 7 nhé. Xin nhớ lại các tội lỗi tôi hoặc các sự tội lỗi xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi. Thì tôi của buổi đang thì tôi hoặc các sự vi phạm tôi. Xin Chúa đừng nhớ lại các tội lỗi của buổi đang thì của tôi, tức là lúc còn tuổi trẻ. Thì có lẽ là lúc mà ông cũng đã lớn tuổi rồi đấy, ông viết cái bài thơ, bài thi thiên này. Xin Chúa ngài đừng nhớ lại các cái tội lỗi của buổi đang thì của con. Câu số 7. Của tuổi thanh niên của con, hoặc các sự vi phạm của con. Sự vi phạm đều là phạm lỗi với Chúa đấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. Đó là hai cái lời cầu xin, đó là hai cái sự cầu xin. Như vậy thì cái lúc mà ông viết cái này, nó không phải là buổi đang thì nữa, đúng không ạ? Không phải buổi đang thì nữa. Có thể là chập choạng, có thể là 40, 50, cũng có thể là 60, bởi vì David là ông đến 70 tuổi, ông làm vua đến 70 tuổi mà. Thì như vậy có thể là lúc mà trung niên, hoặc là trung già già một chút. Yeah. Thì Chúa xin ngài đừng nhớ đến cái tội lỗi đó. Bởi vì sao? Ông biết được một cái hậu quả của nó. Ông biết được cái một cái hậu quả của nó, và ông vẫn xin Chúa thương xót. Ông biết được cái hậu quả. Bởi vì có những cái lỗi mà khi mà đã biết Chúa rồi thì có cái hậu quả. Ở đây không phải là gieo và gặt nhé. Ở đây không phải là nhân và quả nhé. Ở đây không phải là nhân và quả. Mà ở đây ấy, đó là những cái hậu quả mà chịu thôi. Cho nên là tôi muốn tách ra, nó có những cái lối suy nghĩ và nếp suy nghĩ. Chúng ta không có thể cho chung vào một nồi được, để trong cái suy nghĩ đó được. Nên ở đây đó là xin Chúa ngài đừng nhớ đến những cái lỗi này của con này, và các sự vi phạm của con. Và xin Chúa ngài giúp đỡ và thương xót cho con. David cầu nguyện như vậy. Và đúng là những điều đó thì Chúa để trong cái giới hạn, trong cái mức độ. Và sự thương xót của Chúa vẫn thắng hơn, giống như bờ biển và bờ cát vậy. Nó vẫn thắng hơn. Mặc dầu David có phạm lỗi, nhưng mà giống như bờ biển và bờ cát, sóng gầm, sóng thét thế nào, nó cũng không có nuốt cả cái đất liền đi quá hạn. Chìm cả một thành phố, nó không có. Nhưng mà Chúa cho cái giới hạn của nó. Nếu mà chúng ta đọc ấy, thì chúng ta sẽ thấy. Và đây là cái ý nghĩa của lời cầu nguyện. Câu 1 đến câu 7 đó là cái sự suy gẫm đó. Và David không hề sợ nhé. Ở đây chúng ta thấy có cái nét nào mà ông sợ không? Ông không có sợ, đúng không ạ? Ông không có sợ. Nói thật đi, chúng ta cầu nguyện có khi nào mà chúng ta sợ không? Khi nào mà chúng ta công bố Chúa, thật danh Chúa, công bố huyết Chúa Giêsu ấy, chúng ta lo lắng không? Chúng ta hãy đến với Chúa và ăn năn và nói rằng Chúa, con có sợ đấy. Con ăn năn về sự vô tín, xin giúp cho con, làm ơn đi Chúa ơi, con quyết định, con muốn, con không sợ ngài nữa. Và sau đó thì chúng ta có thể nói rằng đuổi trục xuất cái linh sợ hãi đi. Chúng ta nói con người xác thịt, xin Chúa cho con được chết và được đóng đinh trên thập tự giá về sự sợ hãi đó, về linh sợ hãi đó, và trục xuất và đuổi cái sự sợ hãi đó nó lui đi. Và xin Chúa Thánh Linh cho con được an nghỉ ở nơi ngài. Và để làm gì ở đây? Chúng ta đến, chúng ta cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta la lên mạnh lắm, nhân danh Chúa Giêsu, nhưng mà bên trong lòng thì sợ. Chúng ta la lên mạnh lắm là huyết Chúa Giêsu, là bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nói rằng bởi huyết Chúa Giêsu tất cả mọi cái nó đều phải thối lui. Nhưng mà đôi khi chúng ta dùng cái đó nó giống như là úm bà là vậy. Tôi nói xin lỗi mà dùng cái câu đấy. Chúng ta không gì phải sợ nhé. Hãy như David đây này,
Đấy, David. Và bởi vì đó là lý do nào? David đã một lần kinh nghiệm được Chúa. Đã ông đã biết được Chúa, gặp được Chúa, ông biết được sự kêu gọi. Ông biết được sự mà Chúa Ngài thương xót mình. Và ông thả mình, ông học được mấy nguyên tắc ấy, là luôn luôn ấy, đến cầu nguyện đó là thả mình ở trong Chúa. Đến xà vào lòng Chúa. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi. Bởi vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Có thể nối tiếp thêm mấy câu này. Và vì vậy cho nên đây là cái nguyên tắc. Đấy là cái nguyên tắc. Cho nên David ấy, trong cái bài thi thiên này thì nguyên tắc là gì? Mà khi ông đã được an nghỉ, khi ông đã được bình yên mặc dầu hoàn cảnh xung quanh đầy sự xáo động. Và ông bắt đầu đến cầu nguyện. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn con hướng về Ngài. Linh hồn con hướng về Ngài, nước sôi lửa bỏng. Xung quanh, hỡi Chúa, linh hồn con hướng về Ngài. Có bao nhiêu điều nó xảy ra khi chúng ta cầu nguyện, những cái sự mà hung hãn, có thể của hàng xóm, như, hoặc là những cái điều gì nó căng thẳng, vân vân, trong chỗ làm, nó điều gì đó nó xảy ra. Nhưng mà mình một phút, mình chút mình đến và lặng lòng với Chúa, hỡi Chúa, linh hồn con hướng về Ngài. Bên ngoài thì nói như vậy, nhưng bên trong linh hồn hướng về Chúa. Và đó là cái nội dung của cái câu 1, câu 7. Tôi nghĩ hôm nay chắc Chúa cho chúng ta đọc đến cái học cái phần này. Bây giờ dành cái thời gian này để cho chúng ta cầu nguyện nhé. Hallelujah. Xin Chúa Ngài ban phước và con chúc bình an trên dân sự cho anh chị em của chúng con. Và Chúa ơi, cho chúng con được, linh hồn của chúng con được hướng về Chúa. Linh hồn của chúng con được tập hướng về Ngài. Được an nghỉ ở nơi Ngài. Chúng con không còn phải rào đón, không còn phải mang một cái mặt nạ nữa. Ôi, mặc dầu ấy, mang mặt nạ đó là xấu lắm. Chúng con đâu có muốn mang mặt nạ đâu. Nhưng mà có thể là cái mặt nạ trong tư tưởng, mặt nạ trong tâm hồn, mặt nạ trong suy nghĩ, chúng con không muốn. Nhưng mà cuộc đời đã đắp cho chúng con, đã tô điểm mà chúng con bắt buộc phải tự vệ. Và nó in vào trong tiềm thức, có thể là trong vô thức. Và Chúa xin Ngài thương xót. Chúng con đến với Chúa, chúng con tiếp nhận sự giải phóng Ngài ban cho. Chúng con có thể nói rằng hỡi linh hồn ta, hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn con hướng về Ngài. Con chúc bình an, xin Chúa Ngài ban cho dân sự anh chị em chúng con. Xin Ngài ban chúng con thần linh khôn ngoan, thần linh của sự tỏ ra để nhận biết Chúa ở ngay cạnh khía cạnh này, để được hướng về nơi Chúa, được thả mình vào nơi Ngài, được biết rằng có một bãi cỏ rất là an nghỉ ở tại đây khi chúng con ngồi giống như Mary vậy. Chúng con có thể được kinh nghiệm cái điều đó. Cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, xin làm điều mà không ai có thể làm được. Xin đem Chúa Giêsu đến cho chúng con. Xin cho chúng con được gần Chúa Giêsu hơn, gần với Chúa Giêsu hơn. Hallelujah, gần với Ngài hơn. Được thấy, được cảm nhận được hơi thở, hơi ấm của thiên đàng và được mùi hương thơm của sự từ không khí của đồng cỏ của thiên đàng, của nơi thiên đàng đến với chúng con. Những người đang nghe đây bởi Đức Thánh Linh, chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Chúc bình an. Và bởi cơ đó mà con có thể thưa lên với Chúa rằng nguyện cho mọi gánh nặng, mọi ách trói, mọi cái điều gì làm điểm mù, làm góc chết, nó bẻ gãy và soi sáng để cho anh chị em chúng con thấy, và để tại từ nơi đó mà quay trở lại với Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôn vinh Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.